Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki ở mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria Gaming. Ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire gửi cho mình một vài món quà mình sẽ muốn review sớm cho anh em. Ok, thì chúng ta đều biết là tháng sau thì chúng ta sẽ có đó là ngày Buya. Và bên Anna Free Fire có gửi trước cho các streamer một số những cái đồ Buya. Đầu tiên thì đó là cái ba lô phong cách. Và ba lô phong cách chúng ta phải luôn là số 1 và nhảy liên tục để hiện hiệu ứng đặc biệt. Đấy, hiệu đặc biệt là cái con đầu lâu màu vàng này nó sẽ gầm lên. Đấy, ui nó hú lên trông hay thật sự. Đấy, nhưng mà ở đây thì trông là như vậy thôi, chứ không biết là mang vào trong game thì trông nó có đẹp được như thế này không. Đấy, tôi đang cảm thấy là khi mà đeo lên người ấy, trông nó lại không ấn tượng như là khi mà đứng một mình. Đấy, nhưng mà trông nó trông cái ba lô này trông hay hay. Đấy, trông ba lô này hay hay. Năm ngoái ấy, thì chúng ta không có cái ba lô Buya nào mà trông nó xịn sò bò cả nhé. Năm nay chúng ta sẽ có một cái ba lô xịn sò. Và tất cả những cái đồ này mình nghĩ là nó sẽ miễn phí, tất cả những cái đồ Buya này mình nghĩ nó sẽ free thôi. Đấy, chả ai tự nhiên lại bắt nạp tiền để lấy cái ba lô này cả. Đây, ngoài ra chúng ta sẽ có hòm sắc phong cách. Thì cái hòm sắc này nó giống cái hòm sắc mãng xà ở cái đợt Cobra ấy. Đấy, và trông nó sẽ có một cái hình con đầu lâu nó nổi lên như thế này. Nhưng không biết là mang vào trong game mình trông nó như nào. Thế nên là chúng ta phải, tốt nhất là chúng ta sẽ phải làm trận tử chiến xếp hạng. Đấy, để xem là nó hiển thị trong game như nào. Tại vì cái hiển thị trong game nó mới quan trọng nha anh em nhé. Cho nên hiển thị bên ngoài thật ra là nó cũng không phải là cái gì nó quá là ghê gớm đâu. Đấy, ok con dê. Sao game chậm ấy nhỉ? Lốt mãi vào được game anh em ạ. Vâng, game hơi đầu lâu. Game nó hơi đầu lâu. Ok con dê, làm trận tử chiến nào. Shop kho vũ khí của Moco. đóng quả đồ. Tự nhiên nãy tôi có tí điện thoại anh em ạ. Đây, và ui, cái ba lô cấp 3 mà vào trong game nhìn nó hơi bé nhở. Anh em cảm giác cái ba lô này nó hơi bé không? Đấy, nhảy ha. Nhảy nó có hiệu đặc biệt. Đấy, nhảy hai lần. Rồi, cái ba lô nó hú lên. Nhưng mà thực tế thì đúng là đồ miễn phí các anh em ạ. Không hiểu sao nhìn ở bên ngoài trông rất hoành tráng, tôi tưởng cái ba lô ấy nó phải to nữa. Đấy, nhưng mà vào trong game mình trông nó hơi phèn. Đấy, vào trong game trông nó hơi phèn. Đúng là đồ free, nó cũng không thể nào mà nó như là cái đồ xịn sò được. Ui, thằng này nó làm sao nó nhảy đến đây được nhỉ? Ui, mà thanh niên này nhảy đến đây kiểu gì ạ? Và một tình huống không biết là sao nó lại nhảy lên đấy được. Và ui, anh em chỉ cho tôi cách làm sao mà nhảy được lên cái nhà sách này nhá. Cái này nó nhảy lên kiểu gì nhỉ? Và nó bật phần mềm à? Và nó treo lên kiểu gì nhỉ? Hay là nó mua bom keo nhỏ? Hay có thể là nó mua bom keo nhỏ anh em ạ. Và treo lên nóc nhà sách. Và sau bị team mình bắn chết ạ. Và ôi, nhưng mà mình chưa có mạng ở gục nào. Trời ơi. Đấy, nào chim bòi cá bòi stream thôi. Mua chim bòi cá là hợp lý anh em ạ. Mua chim bòi cá là hợp lý. Mình còn chưa test được cái hòm xác này này. Và chưa test được cả hòm xác. Nhảy anh em. Đấy, nhảy xài. Cái con đầu lâu thì nó sẽ hú lại một cái. Nhưng mà thực sự thì nếu mà so với mấy cái ba lô như ba lô rồng địa ngục hay là ba lô cánh rồng, ba lô gọi là long tộc ấy, thì đúng là còn xa, còn phèn một cách một trời một vực. Thật ra cái ba lô này tôi không biết tại sao mà nhìn vào trong này nó lại hơi bị mờ nhạt. Đấy, đúng là đồ free nó khác, đồ free nó trông chỉ thế thôi anh em ạ. Nhưng mà nói chung là lấy được cái này cũng được. Cái quan trọng là nó phải phối hợp với những cái đồ Buya nữa. Đấy, có thể là nó phải phối hợp với những đồ Buya nữa. Chạy đâu xin cái đầu. Đấy, xin cái đầu. Rồi, headshot. Ok, ra xem cái hòm xác, trông hòm xác hơi bé đấy. Đấy, tôi nhìn cái hòm xác trông nó hơi bé này. Ui chết rồi, bắn nhanh thế, chưa kịp xem hòm xác rồi. Đấy, ui cái hòm xác nhìn bé vãi chưởng anh em ạ. Và nhìn bé vãi chưởng, nhìn cái con đầu lâu có cánh nhìn nó bé vãi chưởng, chịu đấy. À, đúng là hàng free anh em đòi hỏi cái gì nữa. Hàng free anh em đòi hỏi gì nữa anh em. Ui dồi ôi, hàng free thì còn đòi hỏi cái gì ạ. Và cánh bay trông dị thật sự luôn. Hàng free anh em đòi hỏi gì nữa. Đòi hỏi gì nữa anh em. Thứ này nó chỉ được thế thôi. Cái cánh hình như nó lại còn bị rách. À không, nó là do cái súng mình để. Thì cái cán này súng nó bị chạm vào cái ba lô. Đấy, nói chung là cái ba lô này cũng được. Không biết là cái ba lô này nhận miễn phí sẽ như nào. Không phải ở các server khác thì cũng đang chưa công bố ngày Buya. Cái chuỗi sự kiện ngày Buya nó sẽ bắt đầu ngày đâu đó vào ngày 11, 12 tháng 11. Đấy, theo tôi biết là như vậy. À đây rồi. Đây. Cơ hội để có nó mình một mạng gục. Nào, ok kìa. Bắn nhanh thế. Các bạn thịt địch nhanh thế thì làm sao mà tôi test được cái hòm xác ạ. Các bạn giết địch nó từ từ thôi, nó chậm chậm thôi để mình còn có thể gọi là hạ gục. À mình còn có thể gọi là xem. À đây rồi.
đây rồi, bắn nhau, đây rồi, đây rồi, đôi giày, đây rồi. Ui, chạy đâu, ui, con này nó di chuyển như con lươn nhỉ. Và di chuyển như một con lươn anh em ạ, cầm tinh con lươn rồi. Đấy, ui, có một thằng ở trong nhà kìa. Xuống đây bạn ơi, xuống đây các bạn ơi, các bạn của tôi ơi. Đấy, chưa thấy nó đâu anh em ạ, đây, ui, chạy một đàn qua. Chưa kịp bắn lúc nào anh em ạ. Ui, đẩy lên nhỉ, à, làm tí đẩy lên thôi. Ây à, nó bắn tôi anh em ạ. À, nó dám bắn tôi. Làm sao? À, múa chim gõ kiến. Nó chưa được phát nào vào đầu ạ. Chim gõ kiến, kiến gõ chim. Đấy, ui, à, chim bói cá nhầm. Đấy, lên. Cẩn thận Tiểu Ninh ạ, oảng bây giờ. Tiểu Ninh, ui, Tiểu Ninh bè làm ngay hai nháy ạ. Sợ thật đấy. Và thế mình bắn này thì làm sao mà tôi test được hòm xác các bạn ơi. Các bạn bắn từ từ thôi. Mình còn chưa kịp nhìn cái hòm xác trông như nào luôn. Chưa kịp nhìn cái hòm Buya ngày Buya 2021 nó như thế nào luôn ý. Và các bạn cứ làm sao ý. Các bạn có hôm, còn chả hiểu sao nha, có hôm thì tôi bắn gặp đồng đội nó cứ ngào ngáo anh em ạ. Có hôm gặp đồng đội bắn hay vãi trường. Đấy, bình thường nhiều hôm mình gặp đồng đội bắn ngáo vãi trường. Hôm nay mình gặp đồng đội bắn hay vãi trường. Không hiểu kiểu gì. Ai, nào lên nào, tầm này ngại gì va chạm nữa. Team mình đồ gọi là ngất trời. Ui số ui, khi mình chơi bom keo còn hay ạ. Đặt bom keo nó gọi là hợp lý như quả bí ạ. Ui liệu liểng các kiểu. Ui, team mình đặt bom keo hay thật sự. Ai, à trốn đấy à. Trốn đấy xin cái đầu nào. Ui, cho mình cái mạng. Ui, chạy với chúng tôi này. Này ơi, mặc áo huyền thoại đấy ơi. Quả có hôm sắc bu ra đây. Con đấu lâu nó bé tí ạ. Vâng, con đấu lâu nó bé tí luôn ạ. Chịu đấy. À, bó tay chấm co mẹ chịu. Con đấu lâu nó bé tí luôn ạ. Bó tay. Bó tay thật sự luôn. Con đấu lâu bé tí luôn ạ. Tôi cứ tưởng nó to lắm, hóa ra là nó bé xíu. Ôi, nó khủng long kìa. Khủng long chạy đâu lại TV Tling. À, thanh niên Tling này bị mình bắn mấy lần. Nói chung là hai cái đồ này free cũng đúng. Tại vì là nhìn ở bên ngoài trông hoành tráng, nhìn bên ngoài trông khiếp thật. Nhưng mà vào bên trong thì trông nó lại khá là bình thường, như cô Hường ngồi cổng trường bán nước đường và đêm nào cũng ngủ trên giường với chú Cường mà thôi. Đấy, không có gì đặc biệt cả. Nói chung là tôi thấy là nó cũng được. Nói chung là hàng miễn phí chúng ta cũng không chê. Đấy, tôi khuyên anh em nha, là hàng free bên nào đừng chê. Bởi vì nếu mà anh em chê thì lần sau họ sẽ không tặng free nữa. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy là nó cũng bình thường. Đấy, và tôi nghĩ là cái đợt Cobra thì trông đồ xịn hơn. Tôi vẫn thích cái đồ đợt Cobra hơn. Nhưng mà tất nhiên là đợt này thì nó cũng sẽ có những cái vật phẩm nó đẹp. Nói chung là lần nào cũng sẽ có những vật phẩm đẹp và những vật phẩm bình thường. Còn không có vật phẩm nào gọi là xấu cả. Ok, lúc này thì ở bên FIFA News Việt Nam thì họ đã có công bố cái chuỗi sự kiện. Hình như cái này ở chuỗi sự kiện bên server Singapore hay sao ấy. Thì trong cái chuỗi sự kiện này có cái gì? Nó sẽ có cái sự kiện đó Run the Town để lấy cái xe. Đấy, đấy là từ ngày 12, nó sẽ bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 11. Tiếp theo sự kiện Buya Go thì cái này chắc là đánh cờ giống năm ngoái thôi. Đấy, chơi cờ tỷ phú, chơi cờ giống năm ngoái thì chúng ta sẽ nhận được cái quà của cái bộ Buya đây năm ngoái. Và tất cả những cái đồ Buya năm ngoái thì chúng ta sẽ có, đấy là từ ngày 12 đến ngày 29 nha, đây là từ năm ngoái. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ có cái thu thập huy hiệu rơi ra sau trận, bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 29 thì cái huy hiệu hình tam giác này sẽ đổi được một cái gì đấy. À, có một cái sự kiện đếm ngược tới ngày Buya thì ở đây họ để khẩu AK dùng lửa thì tôi đang nghĩ rằng là cái này là AK dùng lửa theo ngày thôi. Đấy, chứ còn free vĩnh viễn thì căng quá, nhưng đây là server Singapore nhá. À, tiếp theo thử thách chơi đủ phút thì nó sẽ nhận được cái mảnh nhân vật Buya shoot, thì không biết là cái miếng kia là cái gì, nhưng mà hình như chắc là cái ván Buya hay sao ấy. Và cái sự kiện đánh bại thử thách từ ngày 18 à, từ ngày 19 đến ngày 28 sẽ nhận được quả liệu Buya năm mới. Đấy, quả liệu Buya mới. Ngày 20/11 là ngày tâm điểm thì sẽ nhận được con nhân vật Leon cộng thêm với nhân đôi số lượng huy hiệu chơi sau trận, và có sẽ có thử thách tuần Buya để nhận được một cái gì đó, tôi hình như là cái chảo Buya thì phải. Tiếp theo thì cái shop quy đổi thì sẽ nhận được đó cái dù Buya và huy hiệu Buya, và cuối cùng là đăng nhập vào ngày 24/27 thì sẽ nhận được đó là một cái hành động nhảy múa gì đấy. Đấy, thì đó là cái toàn bộ chuỗi sự kiện. Nói chung mà ở đây thì có một cái hay đó là chúng ta sẽ nhận được Leon miễn phí. Nhân vật Leon thì sẽ nhận free ở trong cái sự kiện này, và nó giống như nhân vật Arthur thì cái này là server Singapore nhá. Còn server Việt Nam thì chưa thấy bên Ghana FIFA Việt Nam có công bố chuỗi sự kiện. Tuy nhiên thì mình nghĩ là trong vòng một tuần tới thì bên Ghana sẽ công bố cái ngày Buya 2021 thôi. Đấy, nên anh em không phải lo.
anh em không phải lo, và chắc chắn là 99.69% là Leon sẽ được nhận free. Đấy, chúng ta sẽ có thêm nhân vật rất mạnh cộng thêm một số những cái đồ, và có vẻ năm nay bên Ghana sẽ phát lại toàn bộ những cái đồ của Buya 2020. Đấy, nên cái này cũng là một thông tin khá thú vị. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này, và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video test đồ lần sau nha. Bye bye.